Tiện ấy, rất dễ dàng sử dụng, rất tiện, tiện lợi, khá là tiện, thân thiện với người Việt của Việt Nam. Cốc 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 cốc. Ở hiện tại thì mình đang dùng chính là cốc cốc. Mình dùng cái này trình duyệt đi, trong đó có trình duyệt cốc cốc. Hiện tại mình đang sử dụng trình duyệt cốc cốc. Trình duyệt cốc cốc. Cốc cốc làm trình duyệt chính của mình. Cốc ấy, được cái là có thể download được các video từ trên Facebook này, trên YouTube hoặc trên bất kể cái gì. Và rất thích nghe nhạc ấy, nên là mình hay rất là muốn download nhạc từ ZingMP3 hoặc là các trang mạng kiểu SoundCloud ấy. Mình thích nhất là hai tính năng, nhất là nhân dịch tự động. Ngoài ra là tính năng có thể tải video trên YouTube. Mình thấy là cốc cốc thứ nhất là nó khá là tiện dụng cho người Việt ấy. Tiếng Việt là chủ yếu và thứ hai là nó cũng khá nhanh. Em thích tính năng gợi ý khi shopping của cốc cốc. Mình thấy cốc cốc cũng rất là tiện ở trong cái việc download video hay là có những cái tiện ích như là convert video sang nhạc chẳng hạn, hay là khi mà tải những cái gì ở trên mạng thì rất là nhanh. Tính năng tải video là có tiếng Việt có dấu này, hoặc là những cái tính năng giúp xem tải file MP3 video. Cái mà mình thích nhất ở cốc cốc đó là mình có thể download được tất cả mọi thứ. Em chấm 8.5. Có lẽ là 8.5 và mình tin chắc rằng chỉ khoảng vài năm nữa thôi thì cốc cốc sẽ chắc chắn đạt điểm 10. Mình nghĩ là điểm 8.5. 9 điểm. À, 9 điểm. Mình nghĩ là 8 điểm. 8 đến 9 điểm là 9.75 trên 10. Vì hàng Việt Nam, mình rất tin tưởng hàng Việt Nam.